quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại nút giao ngã tư Sở. Mặc dù hiện tại nút giao này đã có nhiều sự điều chỉnh trong việc mở rộng làn đường cũng như là phân làn mới, tuy nhiên thì vào giờ cao điểm thì ở đây vẫn diễn ra tình trạng ùn ứ. Chính bởi vậy mà mới đây Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất ưu tiên đầu tư cải tạo và mở rộng đường vành đai 2 trên cao đoạn ngã tư Sở đi Cầu Giấy, và đề xuất này đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Làm nghề shipper đã lâu, anh Phạm Mai Nam thường xuyên phải di chuyển trên tuyến đường ngã tư Sở, và những giờ cao điểm, mật độ phương tiện đổ về nút giao lớn khiến anh Nam phải chịu cảnh chen chân, nhích từng chút một, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc giao đồ ăn của anh. Mình đi qua đây ấy, thì mình thấy cái đoạn này nó cũng rất là tắc, cứ chờ 3-4 đèn đỏ mới được đi mà, đông quá. Bây giờ vẫn đang đứng im ở đây, đi đoạn kia sợ tắc quá, thế nên là vẫn đang đứng im một lúc, đợi đỡ tắc của em lại đi vậy. Nhiều lúc mà mình cần phải đi ship những đơn mà siêu tốc ấy, thì là khách dục, khách cũng có dục, nhưng mà cũng may là mình bảo khách là mình tắc đường nên khách cũng thông cảm được. Nhưng cũng mong là đoạn này nó bớt tắc đi thì đi lại dễ dàng hơn. Trước đề án đầu tư mở rộng đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn ngã tư Sở Cầu Giấy, người dân kỳ vọng có thể giảm tải áp lực giao thông cho nút giao ngã tư Sở, cũng như để thoát cảnh khổ sở khi di chuyển qua đoạn đường này. Đây là an toàn giao thông, đây là cái điểm nóng của cả nước, của cả thành phố Hà Nội cơ, là ùn tắc nhất ở khu vực này. Mà là có vấn đề phương án mà làm như thế thì là rất là khả thi cho giao thông. Tôi rất mong muốn là làm sao mà nhà nước và bộ xây dựng ấy, bộ giao thông mà có biện pháp càng sớm càng tốt để giải phóng cái hiện tượng ùn tắc ở đây. Nếu có dự án thì lúc đầu thì thế nào nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đến đi lại một thời gian trong cái lúc người ta thi công, đúng không? Thì dân mình phải ủng hộ thôi, phải tạo điều kiện để cho nhà nước, cơ quan là thực hiện. Và sau đó là mình sẽ được hưởng lợi, cơ quan phải có một cái phân luồng cho nó hợp lý. Đấy, kết hợp với phổ biến giáo dục mọi người thì chắc là thực hiện được đấy. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự án đầu tư cải tạo mở rộng tuyến đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn ngã tư Sở Cầu Giấy với quy mô mặt cắt rộng 53,5m, dài 3,44 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 8.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm giảm tải áp lực giao thông cho nút giao ngã tư Sở và phát huy hiệu quả tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Sở.